tôi tin tưởng đức phật nói lời chân thật điều này khiến cho chúng tôi nghĩ đến lời thế tôn đã nói trong kinh nhân vương đó là nói phương tiện chẳng phải là chân tướng sự thật mà là nói phương tiện trong kinh nhân vương đức phật nói một cái khải ngón tay có sáu mươi sát na một sát na có chín trăm lần sanh diệt giảm rất nhiều tìm di lạc bồ tát để hỏi di lặc bồ tát là chuyên gia duy thức nói như bây giờ ngài là chuyên gia tâm lý học trong phật giáo chuyên môn giảng tâm lý học lời ngài nói nhất định là sự thật chẳng phải là nói phương tiện mà là nói chân thật một cái khạy ngón tay có ba mươi hai ước trăm ngàn niệm chúng ta lấy ba mươi hai ước nhân với mười vạn tức là nhân với một trăm ngàn thành ba trăm hai mươi triệu trong một thảy ngón tay có ba trăm hai mươi triệu niệm như vậy là có bao nhiêu hiện tượng vật chất bồ tát nói niệm niệm thành hình trong mỗi niệm đều có hiện tượng vật chất hình đều có thức trong mỗi hiện tượng vật chất đều có hiện tượng tinh thần cũng là ngũ uẩn trọn đủ sát thọ tưởng hành thức ngũ uẩn trọn đủ ngũ uẩn là cơ sở căn bản của hết thảy các pháp giống như này chúng ta nói tới nguyên tử điện tử lạp tử cơ bản nhục nhãn chẳng nhìn thấy những cơ sở vật chất hết sức vi tế ấy ngài nói vật chất và tinh thần đồng thời phát sanh lại còn chẳng tách rời. Trong vật chất có tinh thần, trong tinh thần có vật chất. Nếu trong tinh thần chẳng có vật chất, tìm không ra. Thì trong vật chất chẳng có tinh thần cũng tìm không được. Vì sao? Chúng đồng thời phát sanh, chắc chắn chẳng thể phân cách, chúng là một thể. Gần đây, tiến sĩ Giang Bổn Thắng của Nhật Bản đã dùng thời gian mười mấy năm, phải biết đến năm nay đã là mười hai hay mười ba năm, nghiên cứu nước, phát hiện nước, có đủ ngũ uẩn sắc họ tưởng hành thức trọn đủ. Nước là một vật thể là hiện tượng vật chất hơn nữa là khoáng vật chúng ta nói khoáng vật chẳng phải là sinh vật phát hiện nước có thể thấy nghe hiểu ý con người chúng ta khởi tâm động niệm nó đều biết thiện niệm hay ác niệm nước đều hiểu toàn bộ những điều này đều được trắc nghiệm, thí nghiệm mười mấy năm, chẳng sai chạy mãi mai. Quý vị thấy, trong hiện tượng vật chất, lại có hiện tượng tinh thần. Hơn nữa chúng ta phải biết, một cái khải ngón tay là 320 triệu niệm, những điểm ấy là tế niệm. Lúc chúng ta dấy lên một niệm vi tế, trong một sát na có nhiều tế niệm dường ấy mỗi niệm đều sanh ra hiện tượng vật chất trong mỗi hiện tượng vật chất đều trọn đủ hiện tượng tinh thần hôm nay có một đồng học cho tôi biết ông ta hạ tải từ internet một khoa học gia của mỹ đã tiến hơn nữa phát hiện nước có năng lực ký ức điều này cũng được các khoa học gia chứng thực nước không chỉ có thể thấy nghe hiểu được ý tưởng của con người mà còn có thể ghi nhớ điều này hoàn toàn tương ứng với những điều được giảng trong kinh phật một hiện tượng vật chất dù nhỏ đến mấy đi nữa nói theo danh từ trong kinh phật là vi trần nói theo khoa học hiện thời là lạp tử cơ bản nhục nhãn không thấy được vẫn trọn đủ hết thảy các thông tin viên mạng trong vũ trụ kinh thường nói giới tử nạp tu di tu di nạp giới tử đây là nói lớn và nhỏ chẳng hai kinh hoa nghiêm nói trong vi trần có thế giới thế giới trong vi trần và thế giới bên ngoài to như nhau trong thế giới ấy lại có vi trần trong vi trần lại có thế giới trùng trùng vô tận vì sao có hiện tượng này ở đây ngẫu ích đại sư cũng giải thích rất tuyệt vì điều này thuộc về tự tánh Tự tánh có công đức viên mạng Trong tự tánh chẳng có lớn hay nhỏ Vì vậy trong nhỏ có thể hiện lớn Trong lớn có thể hiện nhỏ Chẳng có lớn hay nhỏ Tự tại vô ngại Trong tự tánh chẳng có thời gian Chẳng có quá khứ hiện tại vị lai Cũng chẳng có không gian Không gian là khoảng cách chẳng có Kinh Di Đà nói thế giới cực lạc Cách đây mười vạn ức cõi Phật Trong tự tánh đương hạ tức thị Ngay nơi đây chính là Điều này rất khó hiểu Nó là một sự thật rất khó hiểu Đấy là thật tướng Thật tướng của các Pháp là như thế đó